Thật hư thông tin Hoa hậu Trái đất 2023 vẫn sẽ diễn ra tại Việt Nam. Trong khi đơn vị nắm bản quyền đưa cuộc thi này về tổ chức tại Việt Nam 2023 có sự xáo trộn về nhân sự và chưa đưa ra bất cứ thông tin nào, thì mới đây, fanpage Miss Earth, Hoa hậu Trái đất bất ngờ đăng tải việc sân chơi này vẫn sẽ diễn ra tại Việt Nam. Trung tuần tháng 7 năm 2022, một tập đoàn do Trương Ngọc Ánh giữ vai trò chủ tịch chính thức công bố thông tin Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức cuộc thi Miss Earth, Hoa hậu Trái đất 2023. Thời điểm đó, Trương Ngọc Ánh cho biết sự kiện ý nghĩa này sẽ diễn ra tại Nha Trang, Khánh Hòa, đồng thời bày tỏ hy vọng đây sẽ là cơ hội để quảng bá với y bạn bè quốc tế về con người, đất nước và du lịch Việt Nam. Để chuẩn bị cho đấu trường sắc đẹp quốc tế này, Trương Ngọc Ánh chia sẻ phía ban tổ chức đã lên kế hoạch chi tiết, bài bản. Trong đó có cả việc xây dựng rạp hát có sức chứa lên tới 8.000 chỗ ngồi tại Nha Trang cùng nhiều cơ sở vật chất tiện nghi khác. Tại đêm chung kết Miss Earth, Hoa hậu Trái đất 2022 diễn ra ở Philippines vào tháng 11 năm 2022. Ban tổ chức cuộc thi này cũng công bố Việt Nam là quốc gia đăng cai tổ chức cuộc thi tiếp theo vào năm 2023. Tuy nhiên đến tháng 12 năm 2022, Trương Ngọc Ánh bất ngờ chia sẻ thông tin cô không còn giữ vị trí đứng đầu đơn vị chủ quản. Cuộc thi Miss Earth Việt Nam, Hoa hậu Trái đất Việt Nam từ ngày 22 tháng 11 năm 2023 và vai trò này được chuyển giao cho người khác. Trước đó, đơn vị này nắm bản quyền tổ chức cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam và quyền cử thí sinh đại diện nhan sắc Việt tranh tài tại sân chơi Miss Earth, Hoa hậu Trái đất 2023. Thông tin này khiến cộng đồng yêu sắc đẹp khá bất ngờ và bàn tán xôn xao về việc liệu Việt Nam có tiếp tục đăng cai Hoa hậu Trái đất 2023 nữa không. Cũng bởi sự xáo trộn kể trên, nên mới đây, khi fanpage cuộc thi Miss Earth đăng tải dòng thông tin cuộc thi này vẫn sẽ diễn ra ở Việt Nam vào ngày 16 tháng 12 năm 2023, đã lập tức khiến dư luận xôn xao. Trước đó, Việt Nam từng đăng cai tổ chức một phần cuộc thi Miss Earth, Hoa hậu Trái đất 2010. Tuy nhiên đến thời điểm này, phía đơn vị mà Trương Ngọc Ánh từ nhiệm không bình luận hay đưa ra thông tin phản hồi nào về việc này.